mình kết bạn đâu với bạn, cứ kết bạn thôi thì mình sẽ đồng ý nhá. Anh đừng như người em chọn, không hút thuốc rượu cờ bạc. Thật ra thì đàn ông không phải là không nên, không biết uống bia, không biết uống rượu, có biết một chút nhưng đừng bê tha quá. Còn để nói đàn ông không có gái thì không phải là đàn ông, chả có thằng nào thằng không thích gái cả. Nếu mà không thích gái thì họ không phải là đàn ông rồi, đúng không? Họ không thích gái chứng tỏ họ không thích em. Mình cũng hay ra thành phố Thanh Hóa, bạn cho mình địa chỉ. Lần nào bạn ra thành phố Thanh Hóa thì bạn nhắn tin cho mình, inbox cho mình nhé, mình sẽ mời bạn uống. Lại là Linh xinh ế. Anh Tuấn ơi, em ế chẳng qua là do kinh tế nó khó khăn nên em bị ế thôi. Chứ em nói mà kinh tế vốn có là em không ế đâu, em lấy lâu rồi, em lấy trước anh rồi. Chào mình. Chuẩn men. Khi nào ra Thanh Hóa thì nhớ nhắn tin cho mình, bạn bạn inbox cho mình nha. Mình sẽ mời bạn uống cà phê. Lộc và xin kết bạn. Anh thì thích mọi thứ. Thích mọi thứ là sao? Em không hiểu cái từ mọi thứ là sao hết á. Có lẽ Sơn lại có cảm giác yêu rồi đó Vân ạ. Ngày mai em thề với anh Tuấn là em kiểu gì em có người yêu, em chụp ảnh đăng lên cho anh xem. Anh cứ ngồi đó đợi đi, em thề luôn ngày mai em không có người yêu, em làm con chó cho anh xem.